Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game là Hải Trình Đại Chiến các bạn. Ok, giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào cái tựa game này. Thì Hải Trình Đại Chiến là một cái tựa game lấy đề tài One Piece với đồ họa 2D và là một cái tựa game chiến thuật giao diện mà thật ngang vô cùng đẹp mắt nha các bạn. Thì khi vào game các bạn sẽ được gặp lại cho mình những cái nhân vật vô cùng quen thuộc như là Luffy nè các bạn, Nami, Yogo, Sanji, Usopp, vân vân. Và cái tựa này thì lấy theo đề tài One Piece nên là cực kỳ chuẩn nguyên tác như các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy được những cái bộ đồ Inuyasha trong anime. Nhưng mà với đồ họa của các nhân vật là theo hơi hướng chibi nên là các bạn thấy thì các nhân vật hơi dễ thương và hơi chibi. Còn những cái style của các nhân vật thì được lấy vô cùng chi tiết khi mà được đồ họa khá là tỉ mỉ. Và khi trung siêu sẽ có một đoạn cutscene như thế này ở trong rất là đẹp mắt. Đó thì các bạn sẽ được lựa chọn một trong hai nhân vật là nam hoặc nữ nha các bạn. Sau đó thì các bạn tiến hành chọn cho mình một cái nhân vật hỗ trợ sẽ bao gồm là Usopp nè các bạn, Sanji hay là Genki nha các bạn. Thì mình sẽ chọn là Sanji tân thế giới. Và nếu như bạn nào đã từng chơi những cái trò game như là bóng ép chuyện thống minh thì cái này trò game này y hệt thôi các bạn, nó chỉ thay đổi giao diện một chút xíu. Tựa game này sẽ có hơn 100 nhân vật trong bộ truyện One Piece để cho tất cả các bạn phù hợp. Thì chúng ta chơi thì bạn sẽ tìm thấy hàng trăm cái nhân vật One Piece và các bạn có thể chiêu mộ được những cái nhân vật đó thông qua chiêu mộ ở trong bán rượu, hoặc là các bạn có thể là sưu tập mảnh để khi đủ mảnh thì các bạn có thể ghép mảnh loại và chiêu mộ nhé bạn. Và tất nhiên thì game này như mình nói từ đầu thì sẽ có một cái hệ thống chiến đấu từ đầu, vì thế thì bạn sẽ không cần phải bao quát một khía cạnh ở trong cái trận chiến này mà chỉ tập trung vào những yếu tố khả năng quyết định thắng bại thôi nha các bạn. Chẳng hạn như là chiến lược chơi game hay là tức là sắp xếp tình hình các bạn. Thì các cuộc chiến diễn ra theo luật còn tiêu bạn là giành chiến thắng và tiến từ cái ải này sang cái ải khác và khám phá của mình những cái vùng đất mới. Thì ở những giai đoạn đầu thì những cái này các bạn phải làm thủ công hết nha các bạn, chứ không thể tự động được. Nhưng mà khi bạn lên giai đoạn sau thì nó sẽ cho các bạn là chiến đấu tự động. Không như vậy thì các bạn cũng đừng quên hệ thống những con kẻ địch cho phép các bạn nâng cấp cái anh hùng của mình, chứ của mình để nó trở thành một người dẫn đầu ở trong thế giới One Piece.
Ok, thì đó là review sơ lược một chút xíu về cái tựa này. Bây giờ thì hãy cùng mình đi khám phá một chút xíu về tựa game này nhé bạn. Đây là cái tính năng ưu đãi. Đây thì các bạn có thể nạp nữa bạn. Gói máy chủ giới hạn có khuyến mãi. Nhận miễn phí gói máy 1. Gói siêu khuyến mãi bạn cũng thể nhận miễn phí một cái gói. Gói từng. Và gói ngày nữa bạn. Mỗi cái bạn nó cho mình nhận miễn phí một cái. Đây là phần tân thủ. Này đăng nhập 7 ngày các bạn sẽ nhận được những phần quà. Đây là phần nạp ngày nữa bạn. Còn đây là quà nạp đầu. Còn đây là VIP đặc quyền nha bạn. Còn đây là những cái hoạt động như là gói minh dương thì nhận miễn phí được 1 lần, gói kho báu, gói trang bị, gói tăng cấp, ngày trả nạp, phần thưởng nước thẻ, nạp hàng ngày. Và đây là phần phúc lợi có tiệc anh hùng, ăn sáng, ăn trưa, chiều, ăn tối, ăn phiên, vị cấp độ, thẻ tháng, quà cấp độ. Ở bên đây là điểm danh nha bạn, điểm danh hàng ngày 30 ngày. Đây là phần bạn bè, bạn sẽ thêm bạn tất cả, xếp hạng bạn hội, ao tám mình thì bạn có thể thay đổi ngoại hình nha bạn, Luffy, Nami, Nami được, gâu đen, Nako, Yogo, Chopper, Jinbei, Jinbei. Mỗi cái nhân vật đều có những cái cho mình những thuộc tính riêng, ví dụ Luffy thì có thuộc tính toàn đội HP cộng 220 thủ vật lý cộng 26 các bạn. Thể đổi avatar, là khung hình đại diện. Đây là phần cửa hàng nha bạn, bạn có thể mua những cái cửa hàng đây. Đây là phần rút thẻ. Mình sẽ rút thẻ 15 lần. Nhận được con VV Obiga Iga game Relay. Để mình bỏ qua nha bạn. Thế là khi mình nhận được Relay nè bạn, cấp SS. Còn lại toàn là cấp S, S cộng, B các bạn. Đây là thẻ rút tiền vàng. Sổ tay thì đạt cấp 10. Gian liền có danh hiệu hoặc chiếu triệu phú chiến hạm. Đây là danh hiệu mình sẽ sử dụng này. Còn đây là túi đồ của mình nha bạn. Và đây là nhiệm vụ. Có nhiệm vụ chính rồi được hàng ngày. Còn đây là cái anh hùng của mình. Ở đây thì bạn có thể nâng cấp nha bạn. Đột phá, nâng sao, kỹ năng, nâng tăng kỹ năng nha bạn. Và đây là sắp xếp đội hình. Ở đây phần đấu trường cũng có đấu trường, rất nhiều đấu trường mang họ chiến các bạn, liên sư vào do. Còn đây là tính năng phiêu lưu các bạn, có vẻ là hạ trình câu cá hoặc câu điển. Ở đây hạ trình đây có thể hình hạ trình cốt truyện các bạn, tinh anh nhân dân. Ok, thì đó là review sơ lược một xíu về cái tụi này. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Đừng quên like hôm nay bạn hay và chia sẻ cho mình của biết của nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Tạm biệt, chào và hẹn gặp tất cả bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.